Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình xin chia sẻ với các anh em là tận dụng cái nguồn lưu trữ của Logger để chúng ta lưu trữ hình ảnh lâu dài, để chúng ta upload cho những cái diễn đàn, những cái trang log hay là bất kỳ những nơi nào mà chúng ta muốn chia sẻ những cái hình ảnh đó. Rồi em vào vào đây. Tất nhiên là chúng ta vào trang Logger đầu tiên để các anh em đăng ký một tài khoản nếu chưa có ha. Nếu anh em nào mà chưa có tài khoản thì chúng ta vào logger.com, đây logger.com, để chúng ta đăng nhập vào tài khoản Gmail ha. Rồi bây giờ em sẽ khi mà có một cái tài khoản rồi, em sẽ vào cái bài đăng mới nè, em xóa những cái bài đăng cũ đi ha. Đây em chọn lọc bỏ, đây em xóa đây. Rồi bây giờ em tạo bài đăng nha. Đây em vào bài đăng mới. Đây trước khi tạo một cái bài đăng này, tất nhiên là bài đăng này em sẽ không có công khai chia sẻ, em chỉ để trong giống như là để nháp thôi, để bản nháp thôi. Thì em sẽ chọn, đây em chọn đầu tiên là chọn cái chỗ ảnh nè, tải ảnh từ máy tính. Đây em chọn đây, em ví dụ em chọn một tấm hình, em chọn một tấm hình đây, tấm hình về cuộc thi em đang tổ chức một cuộc thi cùng cái nhóm tham em về cái phần này. Em đã chia sẻ khá là nhiều rồi đó. Khi các anh em mình chọn được một tấm ảnh mà chúng ta thấy nó nhỏ quá, chúng ta chỉnh cho nó lớn lên ha. Ở đây là trong cái đây lớn bằng kích thước ban đầu hoặc là lớn vừa tùy các anh em mình chọn, rồi chúng ta bấm cập nhật. Đấy thì cái này nó có tác dụng trên cái lóc của chúng ta thôi, chứ nó trên cái diễn đàn thì nó sẽ bằng cái ảnh gốc nếu mà chúng ta chia sẻ cái link ảnh này. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta lấy được cái link đó đây? Thì tất nhiên là các anh em phải chuyển nó qua chế độ HTML. Thì HTML nó nằm trong cái mục trái của Gearbox đây. Đấy, các anh em chuyển qua HTML đây ha. Đấy, rồi chúng ta sẽ thấy đây. Chúng ta sẽ thấy đây cái định dạng đây và cái tên phơi ảnh lúc đầu chúng ta up là nó sẽ có cái tên đầy đủ luôn. Thành ra các anh em rút kinh nghiệm, chúng ta đặt cái tên nào cho nó dễ phân biệt và cái tên nó ngắn thôi, để chúng ta vô đây chúng ta bấm Ctrl F. Ví dụ mình không biết ha, bấm Ctrl F ở đây. Đấy, mình ví dụ tìm thấy cái định dạng ảnh thì tất nhiên nó sẽ có định dạng .png. Rồi mình Enter. Đó, nó sẽ đây, nó sẽ dẫn đây. Nó sẽ in này. Nó in cho mình thấy đây. Đấy, nó in cho mình thấy này. Đấy. À, nó in cho mình thấy đây, mình sẽ biết được cái đây là cái đường dẫn để chúng ta cần copy để chúng ta chia sẻ trên những cái diễn đàn của Room. Rồi bây giờ mình sẽ làm luôn cái này mình ha. Đây mình đã có cái link ảnh rồi, bây giờ mình copy đó nè. Đây Ctrl C ha, hoặc là cái anh em mình lấy chuột phải copy. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái trang đây VNZone, mình đang tính chia sẻ cái ảnh này đây để mình làm đại diện cho cái ảnh, cái bài viết của mình. Đây cái bài viết mình bây giờ mình cho các anh em thấy nha. Cái bài viết hiện tại nó sẽ không, nó không đây, nó không có cái ảnh đầu tiên đây, nó không có cái ảnh đầu tiên nên nó ra như thế này. Đấy để cho các anh em nhìn cho biết cho rõ. Các anh em thông cảm chờ xíu nha, nó đang thiếu cái dung lượng để mình fix lại cái. Đây, mình fix lại ha. Rồi, đây các anh em thấy không? Nó là cái biểu tượng cái hình này nè. Đấy, đây nó là cái hình này. Đấy, mặc định nó hình này, nếu mà mình không có dàn ảnh là nó là cái hình này. Còn nếu mình dàn ảnh là nó có những cái hình này. Đây, những cái ảnh đầu tiên nó được ưu tiên. Ví dụ cái bản multibook của anh Thắng đây, nó có cái biểu hình hình đầu tiên, hình đầu tiên của ảnh là hình nào thì nó sẽ đại diện cái hình đó nó hiện lên đầu. Đấy thì cũng vì cái điều này mà mình sẽ rút kinh nghiệm. Đây cái ảnh này ảnh 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 biết cái thủ thuật này nên anh Thắng ảnh đã để cái ảnh này đầu tiên. Thì bây giờ mình cũng làm tương tự cái anh em mình ha. Rồi mình làm tương tự, mình xóa cái này đi. Rồi mình làm tương tự nè, mình làm tương tự. Rồi mình edit ha, mình chuyển về cho cái độ dài nhỏ lại ra nè. Rồi mình edit bài nè, sửa. Và các anh em tạo mới thì tất nhiên là không cần phải sửa, nếu mà anh em đăng bài viết mới thì không cần phải sửa ở đây ha.
Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái chỗ phim ảnh ha. Đây, tùy vào cái trang lóc, cái trang web của các anh em đang xài sử dụng mà mấy cái tính năng này nó hơi khác nha. Đây em phim ảnh vô đây. Rồi em chọn đây và em chọn dán cái đường dẫn ra nè, bát hành trình V và em chèn. Đấy, các anh em thấy không? Đó là đã được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cho nó canh lề giữa cho nó đều nè. Đấy, cho nó lên đều dưới trang web. Rồi bây giờ mình lưu thế thôi đấy. Rồi mình bấm Ctrl 0 để cho nó trả về cái độ phân giải cả. Đấy, ok. Rồi bây giờ để biết chính xác cái ảnh này nó có ưu tiên đầu hay chưa thì bây giờ mình sẽ vào cái trang, đây cái trang đầu tiên của cái group này ha. Đấy, các anh em nhìn xem đây. Đây, nó đã thay đổi rồi các anh em nha. Đấy, nó đã thay đổi được cái ảnh đầu rồi nè. Đây, nó đã thay đổi rồi đây. Đấy, các anh em thấy hữu ích không? Thấy hay không? Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình qua một cái trang khác nè. Rồi, bây giờ cái trang này mình đã có như thế này rồi. Làm sao mình lưu nó lại để lần sau mình xài tiếp. Nhưng mà mình không có xuất bản để cho người khác, người ta lỡ người ta vô trang mình lóc mình người ta thấy cái này sao. Thì bây giờ đơn giản là như thế này, cái anh em mình chỉ cần đóng lại thôi đấy, thì cái trang này hoặc là các anh em ghi cái tựa ở đây đi ha, ghi tựa đây là ảnh ảnh upload, ảnh upload web website xyz. Rồi rồi các anh em mình không có xuất bản nha, không bấm xuất bản nha, không bấm xuất bản mà chúng ta đóng luôn, đóng ở đây nè, đây chúng ta đóng luôn. Rồi đây là xong, các anh em mình đóng luôn là xong nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển tài khoản để mình mở lại cái nè. Đây, mình mở cái trang này lại nè. Rồi bây giờ mình vô đây lại nè, vô chữ B này nè. Đấy, các anh em thấy thấy chữ bản nháp không? Đây cái bản nháp này nè, nếu mà nó đang có cái chữ bản nháp này là không có ai xem được cái bài này hết, thì chỉ riêng mình xài thôi. Đấy, thì lần sau các anh em mà muốn vô thì chúng ta chuyển nạp vô ảnh khác thì chúng ta chuyển qua thôi, chúng ta chuyển về cái chế độ soạn thư ha. Đây xong rồi, các anh em để nhỏ nhỏ lại đi, cái này mình không có quan trọng tại vì mình úp ảnh mà ha, đi ảnh nhỏ đi để mình xài được nhiều cái. Rồi bây giờ mình tiếp nè, mình úp thử một cái ảnh khác ha. Rồi bây giờ mình chọn một cái ảnh khác nè. Rồi, bây giờ mình bấm cho nó trả về đây cho nó rộng ra đi cho dễ dễ thấy nè. Rồi giờ mình chèn thêm một cái ảnh khác nha. Đây mình chèn thêm một cái ảnh khác đây, object 203. Rồi mình chọn thử cái ảnh này coi. Đấy rồi bây giờ mình chọn click đo vào cũng được. Đấy rồi các anh em chỉnh canh lề lớn nhỏ ở đây ha, ở đây là canh lề nè, lề trái nè, giữa nè. Rồi bây giờ các anh em muốn lấy cái hình này thì chúng ta chuyển nó qua HTML ha. Rồi bây giờ đây cái tên nó, đây cái tên nó là anh em nhìn vô biết hoặc anh em đã biết cái tên rồi chúng ta tìm ha, tìm như hồi nãy đó, chúng ta Ctrl F rồi bấm gõ cái tên vào Enter. Rồi bây giờ chúng ta nhớ chúng ta copy cho đúng nha, đúng từ cái đây cái định dạng file nè, trở về cho tới cái đường dẫn đầu tiên là HTTP nè. Đấy rồi chúng ta copy cái phần này. Đấy, chúng ta copy cái phần này rồi bắt đầu chúng ta đem qua một cái trang nào đó ha, trang nào đó để chúng ta lấy vào chẳng hạn. Đấy, cái này mình nên mở hai ba trang, nếu mà test log á, test log hay test trang web gì đó chúng ta mở hai ba trang một lần để chúng ta test. Một trang là trang hiện tại là chúng ta đang tạo để chúng ta test, chúng ta fix F5, bấm F5 chúng ta repeat lại để chúng ta test liền luôn thì nó rất là tiện anh em mình ha. Đây đây bây giờ mình vô lại đây, vô cái này để em coi và thấy cái đường link hồi nãy không nha. Đấy bây giờ em click vô cái đường link nè, để cho nó chạy xíu. Đây em click vô đường link coi nó hiện cái hình office không. Đây đó, các anh em thấy không, nó hiện nha, nhưng mà nó nhỏ là do cái ban đầu mình chọn thôi ta. Thì bây giờ em muốn cho nó lớn thì như thế nào, lớn thì bây giờ em chỉnh lại đây ha, chỉnh là chế độ soạn thư nè.
mình chỉnh cho nó lớn hết mức rồi nè, rồi kích thước ban đầu rồi ok. Rồi bây giờ em chuyển qua HTML lại nè. Rồi rồi bây giờ em coi cái đó là cái nào để em chuyển lại coi. Đây em copy lại cái đường dẫn này ha. Rồi rồi em qua trang vừa rồi đấy, trang này đấy, em dán cái mới lên nè, xóa đi, dán cái mới lên nè. Rồi em coi coi nó có thay đổi không nha, nó có thay đổi bự hơn không nha. Đấy rồi, em sao là cập nhật nè. Rồi bây giờ em hot lưu lại cái này đi, rồi nó đang fit lại nè. Rồi bây giờ em click vô lại cái đường dẫn ảnh nữa nha. Đấy, rồi click vô đây coi. Ủa, nó vẫn nhỏ ta, kỳ ta. Click coi trực tiếp thì nó là cái ảnh nhỏ, vậy là bản thân cái đây, thế là thành công các anh em ha. Đây thì qua cái thủ thuật này các anh em mình có thể lợi dụng được cái việc mà chia sẻ ảnh của blogger để chúng ta có thể share được rất là nhiều ảnh các anh em mình nha, mình chúng ta không có sợ mất cái bản quyền cũng như là cái giới hạn của ở những cái trang mà share ảnh, thì chúng ta cũng bị lệ thuộc rất là nhiều. Với lại cái tài khoản của Google là nó khá là thông dụng và nó khá là rộng rãi để cho chúng ta chia sẻ ảnh như thế này. Thì trong vòng 15 GB mà mặc định của Google Drive cho chúng ta thì nó có liên quan tới cái dung lượng bên này luôn. Thành ra các anh em mình nếu mà có up cái gì đó mà để dành riêng up ảnh thôi á, thì chúng ta nên dùng nên chừa một khoản kha khá khoảng tầm 1-2 GB trở lại, tại vì cái chất lượng ảnh này nó rất là thấp, nên thành ra các anh em mà nếu không có xài sử dụng nhiều á, thì chúng ta chừa tầm 3 GB trở lại là chúng ta up là cũng được 50 năm rồi các anh em mình nha. Rồi hy vọng là qua thủ thuật này sẽ góp phần giúp ích anh em một phần nào đó về cái kinh nghiệm để chúng ta xem ảnh miễn phí mà nó hữu ích mà nó chất lượng. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau.